Xin hân hạnh giới thiệu bột nêm Marcel sản xuất tại Úc, một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, chiết xuất từ rau củ quả, đặc biệt không gluten, không bột ngọt, không đường hóa học. Một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho các cụ ông cụ bà. Sản phẩm được bán rộng rãi tại các siêu thị người Việt với hai kích cỡ, độc quyền cho cộng đồng người Việt là 800g và 250g. Chúng tôi đang cần đại lý từ khắp nơi trên nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0452 067 535. Máy lọc nước điện giải Kangen sản xuất tại Nhật Bản, một sản phẩm không thể thiếu của mỗi gia đình, giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm sạch đường ruột. Sử dụng nước điện giải Kangen còn giúp giảm cơn hen suyễn, ngăn bệnh tiểu đường, giảm mỡ trong máu và giảm nguy cơ bị bệnh gout. Ngoài ra còn giúp phòng chống những bệnh ngoài da, viêm nhiễm và vẩy nến. Hiện chúng tôi đang có giá ưu đãi đặc biệt cho khán giả của Vietplay TV. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Hoàng Yến qua số 0403 982 988. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền Vietplay TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Vietplay TV, tình trạng lãi suất gia tăng đã dẫn đến câu hỏi là người mua nhà có nên vay thế chấp ở mức tối đa hay không? Trong khi đó, Bộ Xã hội và Gia cư ở Sydney đã kêu gọi hành động khẩn cấp từ chính phủ để ngăn chặn tình trạng vô gia cư đang ngày một gia tăng tại thành phố này. Cũng liên quan đến đời sống đắt đỏ, tiết lộ danh sách 100 khoản vay sinh viên có số nợ cao nhất Úc Châu. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay thứ Ba, 11 tháng 7, 2023 của Vietplay TV. Đầu tiên là tin sinh hoạt tài chánh, có nên vay ngân hàng mức tối đa để mua nhà hay không? Bước chân vào thị trường nhà cửa vẫn luôn là mục tiêu lớn nhất của hầu hết các gia đình, đặc biệt là theo truyền thống của người Việt Nam, bởi vì chúng ta luôn muốn an cư lạc nghiệp. Theo ngân hàng Trụ Khiêm RBA, lãi suất gia tăng và các khoản trả nợ thế chấp cao hơn đã làm giảm khả năng vay mượn ở mức gần 30%, đồng thời với số lượng hạn chế về số lượng bất động sản được đăng bán trên thị trường, nên giá nhà vẫn ở mức cao. Và trong bối cảnh này, câu hỏi được quan tâm nhiều nhất là có nên vay thế chấp ở mức nào, tối đa là 95% hay là thấp hơn. Trang Domain Home Salon đã trích lời khuyên của một chuyên gia về môi giới bất động sản, ông Marcus Russell. Lời khuyên là mọi người nên cẩn trọng về việc mượn tiền ở mức tối đa từ ngân hàng. Ông Russell nói rằng, người mua nên thảo luận cởi mở về mục đích mua bất động sản với những người môi giới hoặc với các ngân hàng để có thể hiểu rõ hơn là họ có thể cho vay bao nhiêu và nên mua căn nhà có giá trị như thế nào. Và điều quan trọng là nên xem xét các khoản chi phí khác của gia đình ngoài khoản tiền nợ thế chấp mỗi một tháng. Đối với những người mua không thể điều chỉnh các chi tiêu của mình để tìm được bất động sản lý tưởng, đặc biệt là vào thời điểm khi mà nguồn cung vô cùng hạn chế, làm giảm đi sự chọn lựa, thì hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi các điều kiện được cải thiện, theo chuyên gia Russell. Riêng đối với những người đã bước được vào thị trường nhà cửa, nhưng sẽ ở trong tình trạng mortgage stress, có nghĩa là căng thẳng tiền thế chấp, là một điều mà rất nhiều người, rất nhiều gia đình đã và đang trải qua. Và theo phân tích của chính phủ, đợt gia tăng lãi suất lần thứ 12 trong 13 tháng qua đã ảnh hưởng đến hơn 3 triệu hộ gia đình có khoản thế chấp. Bà Charlie Tindall, giám đốc nghiên cứu của công ty Grey City cho biết, đối với một số hộ gia đình vay thế chấp trong 30 năm với một khoản vay trị giá 1 triệu đô la, thì để trả cả gốc và lời, số tiền hàng tháng là 2.269 đô la, cao hơn so với số tiền mà họ trả vào tháng 5 năm ngoái là 49%. Và theo công ty nghiên cứu tài chính Roy Morgan, căng thẳng thế chấp đã gia tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8 2008, với gần 28% những người đang có nợ là đang ở trong tình trạng gọi là rủi ro cao, nghĩa là họ đang chi từ 25 cho đến 45% thu nhập của hộ gia đình cho các khoản tiền trả nợ thế chấp. Kế đến là tin từ Sydney kêu gọi hành động sau khi giá nhà thuê gia tăng kỷ lục. Theo dữ liệu từ công ty Domain thì giá nhà thuê tại Sydney đã có mức gia tăng hàng quý
và hàng năm cao nhất Úc Châu, đẩy mức giá trung bình cho một căn hộ lên thành 670 đô la một tuần, trong khi một căn nhà có giá thuê trung bình là 700 đô la một tuần, tức là cao hơn giá nhà thuê tại thủ đô Canberra. Giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp Nhà ở Cộng đồng New South Wales là ông Matt DeGottardi cho biết, việc giá nhà thuê tăng quá nhanh trong thời gian qua là một thảm họa đối với nhiều gia đình trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang diễn ra nếu không có sự can thiệp của chính phủ. Cũng theo tin từ tờ Domain, thì trung bình những người thuê nhà ở Sydney đã phải trả thêm 145 đô la một tuần sau khi giá nhà thuê tăng đến 27.6% chỉ trong vòng một năm qua. Ngoài Sydney thì hầu hết các thành phố thủ phủ khác cũng đã chứng kiến chi phí thuê nhà gia tăng đáng kể, chẳng hạn như tại Melbourne đã tăng lên 520 đô la cho một căn nhà hoặc 500 đô la cho một căn hộ, đánh dấu đợt gia tăng đắt đỏ nhất mà thành phố này từng chứng kiến. Trở lại Sydney, khu vực thành phố Fairfield thuộc Tây Nam Sydney, gần một nửa số hộ gia đình ở đây đang phải đối mặt với căng thẳng về tiền thuê nhà sau khi đã chi hơn 30% thu nhập để trả tiền nhà. Fairfield có tỷ lệ hộ gia đình gặp căng thẳng về tiền thuê nhà cao nhất Úc Châu ở mức 48.2%. Trong khi đó, khu vực Canterbury và Penzance cũng có một cái tỷ lệ khá cao là 42.4% số hộ gia đình đang gặp căng thẳng về tiền thuê. Và tại Liverpool, con số tương đương là 40.9%. Cần lưu ý là cả ba khu vực này đều là những nơi mà người Việt đang định cư đông đảo nhất và trung bình giá thuê đã tăng vọt 114 đô la kể từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2023. Mặc dù thành phố Sydney có số lượng người căng thẳng thuê nhà cao nhất là trên 20.000 người, nhưng theo tỷ lệ thì con số này chỉ chiếm 32.5% của dân số. Và kể từ tháng Giêng 2022, giá thuê trung bình hàng tuần ở khu vực trung tâm thành phố Sydney đã tăng từ mức 599 đô la lên thành 713 đô la vào tháng 5/2023. Và đỉnh điểm cao nhất là có thể nói từ tháng 3 cho đến tháng 5 năm nay, khi giá thuê trung bình đã tăng 56 đô la mỗi tuần. Kế đến là tin về giáo dục. Chương trình đào tạo giáo viên nhằm ngăn chặn tình trạng giáo viên bỏ nghề. Bộ trưởng Giáo dục Liên bang cùng với Bộ trưởng các tiểu bang và lãnh thổ đã tổ chức một buổi hội thảo nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt giáo viên hiện nay và cũng nhằm tìm cách ngăn chặn tình trạng giáo viên bỏ nghề. Trong cuộc hội thảo này, các khuyến nghị đã được đưa ra, bao gồm tăng cường các chương trình đào tạo giáo viên, cải thiện kinh nghiệm giảng dạy thực tế và thúc đẩy đào tạo giáo viên sau đại học cho những người mới vào nghề. Hội thảo cho biết, nếu có thể đạt được mức gia tăng lương 10%, thì có thể sẽ có thêm gần 3.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm. Bộ trưởng Giáo dục Liên bang là ông Jason Clare và những người đồng cấp ở tiểu bang và lãnh thổ đã đồng ý về nguyên tắc với tất cả 14 khuyến nghị của hội đồng, bao gồm các hướng dẫn quốc gia về giảng dạy thực tế vào cuối năm 2023, cũng như sửa đổi các tiêu chuẩn và quy trình kiểm định. Trong khi đó, Phó Hiệu trưởng Viện Đại học Sydney, ông Mark Scott nói với đài AAP rằng điều quan trọng là các giáo viên trong tương lai cần phải có một khởi đầu tốt cho sự nghiệp của họ. Còn giám đốc điều hành 8 viện đại học hàng đầu tại Úc là bà Katrina Johnson đã lưu ý rằng báo cáo này cũng đã nhấn mạnh vào việc cung cấp trải nghiệm thực tế có chất lượng cao và nguồn lực tốt hơn. Riêng Liên đoàn Giáo dục Úc Châu thì cho biết tất cả các trường công lập cần phải được tài trợ đầy đủ hơn trong thời gian 5 năm sắp tới để giáo viên có đủ thời gian và có đủ nguồn lực đáp ứng với nhu cầu của các học sinh. Kế đến là tin đời sống đắt đỏ tiết lộ về 100 khoản vay nợ sinh viên lớn nhất tại Úc. Các khoản nợ mà sinh viên đã vay gia tăng một cách đáng kinh ngạc là 7.1% trong tháng 6 do chi phí lạm phát gia tăng. Và mức gia tăng 7.1% này là mức gia tăng cao nhất trong vòng 3 thập kỷ qua, sau khi đã được điều chỉnh hàng năm để giữ cho các khoản vay sinh viên phù hợp với chi phí sinh hoạt CPI. Theo tài liệu từ Tổng nhà thuế vụ ATO, thì trong danh sách 100 sinh viên có khoản vay nhiều nhất, dẫn đầu là một số nợ lên đến hơn 790.000 đô la. Đứng hàng thứ nhì là một món nợ trị giá 531.000 đô la. Và đứng hàng thứ ba có 10 khoản nợ cùng giá là 328.000 đô la. Và trong số 100 khoản vay này,
khoản vay có mức giá thấp nhất là 235.000 đô la. Nhắc lại là tại Úc, các khoản vay dành cho sinh viên bao gồm HES và HEL. Khoản vay này chỉ tính lãi suất dựa vào chỉ số giá tiêu hoặc CPI. Tuy nhiên, với sự gia tăng tỷ lệ lạm phát trên mức 7% trong thời gian vừa qua, nên những khoản vay này cũng đã trở thành những gánh nặng cho sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Tỷ lệ gia tăng trung bình hồi năm ngoái là 3.9%, và đây là một mức nhảy vọt sau năm đầu tiên xảy ra đại dịch đã chứng kiến chỉ số CPI giảm xuống mức 0.6%. Trước đó vào năm 2014, sự gia tăng lạm phát CPI chỉ ở mức tối đa là 2.6%. Và nếu những ai đang trả nợ HES từ năm 2013 sẽ nhìn thấy khoản nợ của họ đã gia tăng gấp 10 lần. Khoản vay sinh viên trung bình cũng đã tăng từ 22.636 đô la, có nghĩa là đã tăng thêm 1.584 đô la kể từ tháng 6 năm nay, 2023. Cũng tính đến thời điểm cuối tháng 6, khoảng 3 triệu người Úc đã mắc một số nợ sinh viên với tổng trị giá lên đến 74 tỷ đô la. Tiếp tục tin về đời sống đắt đỏ, sử dụng năng lượng mặt trời có thể tiết kiệm 109 triệu đô la tiền điện tại Úc. Dữ liệu mới nhất cho thấy là các hộ gia đình ở Úc có thể tiết kiệm tới 109 triệu đô la tiền điện nếu nước Úc chuyển sang kế hoạch xuất khẩu các tấm pin mặt trời, một điều đã được chứng minh là thành công tại tiểu bang Nam Úc. Mặc dù người Úc là những người sử dụng nhiều năng lượng mặt trời, thế nhưng hầu hết các hộ gia đình không thể xuất hơn 5 kW điện vào hệ thống điện quốc gia bởi vì các cơ quan quản lý lo ngại sẽ làm quá tải mạng lưới điện. Thế nhưng một thử nghiệm từ tiểu bang Nam Úc đã cho thấy là một số tài sản gửi tới 10 kW điện vào mạng lưới điện quốc gia mang lại lợi ích bất ngờ cho chủ sở hữu căn nhà cũng như là những người khác. Giám đốc điều hành của công ty Solar Analytics là ông Stephen Janason đã điều hành chương trình trên và nói rằng những lợi ích có thể rất lớn trên quy mô quốc gia, đặc biệt là khi nước Úc đang có kế hoạch rời xa những nhiên liệu hóa thạch từ than đá. Theo lời ông Janason, thì nước Úc có một cái tỷ lệ sử dụng năng lượng mặt trời cao nhất trên thế giới và việc sử dụng dữ liệu từ 35.000 hộ gia đình đang sử dụng năng lượng mặt trời. Ông Janason ước tính nước Úc có thể tiết kiệm được 109 triệu đô la nhờ việc xuất khẩu năng lượng một cách linh hoạt hơn. Lý do là bởi vì 1/3 số hộ gia đình ở Úc hiện nay đang sử dụng năng lượng mặt trời, nghĩa là khoảng 5 triệu MW điện có thể được đưa trở lại hệ thống điện quốc gia mỗi năm. Theo truyền thống, thì các nhà khai thác mạng điện quốc gia tại mỗi tiểu bang và tại các lãnh thổ đã hạn chế số lượng điện mà các nhà máy sử dụng năng lượng mặt trời có thể xuất khẩu bởi vì nó có thể dẫn đến việc quá tải của hệ thống điện gây ra sự mất điện. Thế nhưng thử nghiệm của tiểu bang Nam Úc đã cho thấy rằng khi mà các hệ thống năng lượng mặt trời được đồng bộ hóa với Internet và được điều khiển thông qua một hệ thống trung tâm, thì số lượng điện được sản xuất có thể thay đổi một cách linh hoạt hơn để đảm bảo là hệ thống điện quốc gia không bị quá tải, đồng thời cũng có thể gia tăng số lượng điện mà các hộ gia đình có thể cung cấp. Sau cùng là tin về những trở ngại của việc loại trừ carbon trong giao thông đường bộ tại Úc. Nhu cầu về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Úc là rất cấp thiết. Thế nhưng tiến trình loại trừ carbon trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo trang mạng National Tribune, thì số lượng khí thải CO2 trong lĩnh vực giao thông đường bộ hiện nay đang chiếm khoảng 16% tổng số lượng phát thải của Úc, tức là tăng gấp đôi so với con số 8% vào năm 1990. Các phương tiện được bán ra ở Úc gần như đã không hề cải thiện hiệu suất phát thải trung bình trong vài thập kỷ qua. Và trong bối cảnh này, chính phủ liên bang đã công bố một bản dự báo phát thải cho đến năm 2035, là thời điểm chỉ còn cách mục tiêu phát thải ròng zero là 15 năm. Trong một nghiên cứu do Phó giáo sư Robin Smith thuộc Viện học Công nghệ UTS tại Sydney thực hiện, thì dự báo là lượng khí thải từ giao thông đường bộ cho đến năm 2050 cho thấy mức cắt giảm phát thải từ 35 đến 45% so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19 vẫn thấp hơn rất nhiều so với yêu cầu được đặt ra. Nghiên cứu cũng đã nêu bật 3 trở ngại lớn
khiến nước Úc khó có thể đạt được mức phát thải ròng. Thứ nhất là chậm chuyển đổi từ xe truyền thống sang xe điện. Thứ nhì là doanh số bán các loại xe cỡ lớn như xe vận tải và xe bus ngày càng gia tăng. Và thứ ba là sự thiếu chắc chắn trong sử dụng khí hydro như là một loại nhiên liệu, đặc biệt trong giao thông vận tải. Với sự phối hợp cùng các chuyên gia tại châu Âu trong việc thực hiện bản mô hình hóa lượng khí thải, kết quả nghiên cứu cho thấy là nước Úc sẽ chậm hơn so với các quốc gia ở châu Âu khoảng 10 năm trong tiến trình đạt được mục tiêu khí thải giao thông đường bộ là zero. Và đánh giá này dựa trên những kịch bản đã được tinh chỉnh, trong đó phản ánh đúng thực tế về tình hình của các phương tiện giao thông ở châu Âu và tại Úc. Chẳng hạn như các nước ở châu Âu có tỷ lệ xe hybrid là loại xe chạy giữa xăng và điện cao hơn rất nhiều so với tại Úc. Trong khi người dân Úc lại bỏ qua loại xe hybrid này mà mục đích là họ muốn chờ để mua được một chiếc xe hơi điện. Với bản tin vừa rồi, Kim Hoàng xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt Pha TV. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý khán giả. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình tin tức vào lúc 1 giờ trưa hôm nay.